Các học sinh ngồi xuống ở trong sân, các học sinh ngồi xuống, tất cả quý vị khán giả trở về khung từ đây sau cho. Nếu không làm được công tác tổ chức thì chương trình văn nghệ cũng sẽ dừng ở đây. Tôi xin nhắc lại là tất cả các em học sinh cũng như là quý vị khán giả đến xem chương trình văn nghệ đấy, chúng ta thực hiện đúng theo quy định của tổ chức, không lên hai bên khu vực cạnh sân khấu đâu. Tất cả các em không, những người không có nhiệm vụ ở hai bên khu vực cạnh sân khấu đấy, trở về hết khu vực phía đây sau cho. Còn nếu không thì chương trình văn nghệ sẽ dừng ngay tại đây. Tôi xin phải để đảm bảo cho chương trình văn nghệ các khu vực đã được cấp chuyện, được biểu diễn, xin đề nghị tất cả các
do, re do, si, do, do, la do, re, mi, re, do, si, la, sol, si, la. Sí, sí, hipócrita ya, cuenta las cosas atrás.